Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại kỳ thi lớp 10 năm nay có 6 thí sinh bị tai nạn nhưng vẫn tham gia kỳ thi. Để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tại điểm thi có thí sinh bị tai nạn, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí các phòng riêng. Các phòng thi này đều bố trí camera và một cán bộ giáo viên chuyên không cùng môn thi, thuộc trường khác ngoài quận coi thi đồng thời có cán bộ y tế theo dõi. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại mỗi điểm thi đều có bố trí nhân viên y tế trực và 3 phòng thi dự phòng. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, để tránh những sự cố trong quá trình thi, thí sinh cần lưu ý tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Trong trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu được đồng ý cho phép thi, cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi và cho làm bài theo thời gian còn lại. Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian là bài. Đối với bài thi tự luận, sau khi đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có tổng số thí sinh tham dự là 98.681 em, trong đó thí sinh đăng ký xét 3 nguyện vọng thường là 98.681, đăng ký xét nguyện vọng chuyên là 7.622. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 158 điểm thi, trong đó có 11 điểm thi chuyên với 4.334 phòng thi. Tính đến ngày 4 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 1.328 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Để tránh những rủi ro ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi hay vi phạm quy chế thi, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi bao gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê ke, thước vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, atlas địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi các vật dụng bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin thu phát sóng thông tin, ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để ra lận trong quá trình làm bài thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn 7.000 thí sinh so với một thi trước. Đây cũng là kỳ thi được đánh giá là khó khăn nhất khi toàn tỉnh chỉ có hơn 36.000 chỉ tiêu vào các trường công lập và sẽ có khoảng 8.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển ở kỳ thi này. Trong đó thành phố Vinh, đô lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và một số huyện sát với địa bàn là thành phố Vinh là Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cờ Lò là những địa phương có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Trước kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phải đồng loạt tăng lớp, tăng chỉ tiêu ở hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh để giảm áp lực cho các thí sinh dự thi. Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ thư ký ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Trong đó trưởng ban là đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thường trực là đồng chí Thái Văn Thành, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 6.200 người làm công tác thi, trong đó có hơn 4.400 người làm công tác giám thị, bao gồm giáo viên bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi. Trong những ngày qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã được các địa phương và các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc tại huyện Thanh Trương, với đặc thù của một huyện có đến 7 điểm thi với hơn 3.500 thí sinh, nhiều điểm thí sinh phải qua sông, qua đò. Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng cùng vào cuộc để tham gia tổ chức kỳ thi với tinh thần trách nhiệm cao. Trong những ngày thi, không để mất điện ở các điểm thi, không để ùn tắc giao thông tại các điểm như là rú ngược, cầu treo sông răng làm ảnh hưởng đến lịch thi và việc đi lại của thí sinh ngoài ra huyện cũng đã làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trên địa bàn yêu cầu trong hai ngày thi vào giờ cao điểm ngừng thi công để các phương tiện lưu thông bình thường ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã sớm có mặt tại các tuyến đường để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi lực lượng thanh niên tình nguyện ở các điểm thi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong buổi trưa hôm nay, các điểm thi tại trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn sẽ có hàng trăm suất cơm miễn phí để hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh ở xa về dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 6 với 3 môn thi gồm Ngữ văn, Toán, thi theo hình thức tự luận và Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Kết quả của kỳ thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào lớp 10 và là một trong những căn cứ để xét tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục hiện hành 2006. Từ năm học tới, học sinh sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 6 tháng 6 thi môn toán với thời gian làm bài là 120 phút. Sáng ngày 4 tháng 6, các thí sinh của thành phố Hải Phòng làm bài thi môn đầu tiên ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Trong kỳ thi này, Hải Phòng có 25.671 thí sinh dự thi đại trà tại 44 hội đồng coi thi với tổng số là 1.064 phòng thi. Số thí sinh dự thi chuyên là 2078 tại hai hội đồng coi thi với tổng số là 183 phòng thi. Có 3 thí sinh gặp khó khăn về vấn đề về sức khỏe tham dự kỳ thi tại phòng thi đặc biệt của trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, quận Ngô Quyền và trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng, quận Hồng Bàng. Trong đó có một thí sinh vừa trải qua cuộc phẫu thuật xương chưa thể ngồi nên được bố trí giường y tế riêng để làm bài thi. Một thí sinh có triệu chứng hay ngất do thiếu oxy cần được hỗ trợ thường xuyên về y tế một thí sinh vừa mổ ruột thừa vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 của thành phố diễn ra trong hai ngày là ngày 4 và ngày 5 tháng 6. Sáng ngày 4 tháng 6, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút và chiều cùng ngày thi ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 5 tháng 6, thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. trường phổ thông năng khiếu nhận 3.843 hồ sơ đăng ký thành công, tăng khoảng 24% so với năm 2023. Cụ thể, số lượng đăng ký tương ứng từng môn chuyên như sau. Hóa học 518 học sinh, ngữ văn 672, sinh học 227, tin học 252, tiếng Anh 1330, toán 1132, vật lý 385. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có số thí sinh đăng ký nhiều nhất 1.330 em, sau đó chuyên toán 1.132 em dự thi. Năm nay, trường tuyển sinh 595 chỉ tiêu cho 7 lớp. Vì vậy, tỷ lệ trọi trung bình của trường khoảng 1 trên 6,5. Đây là tỷ lệ vô cùng cao, cao hơn so với mức 1 trên 5,2 của năm ngoái và cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Kỳ thi vào lớp 10 phổ thông năng khiếu diễn ra ngày 25, 26 tháng 5 với 4 bài thi bắt buộc: Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 môn chuyên, lịch thi không trùng nhau. Thí sinh đăng ký lớp chuyên nào sẽ dự thi môn chuyên đó, trừ môn Toán chuyên có thể dùng để xét tuyển thêm các lớp chuyên Lý, Tin, Lớp Tin, Lý, Hóa, Sinh định hướng lên ngành. Điểm xét tuyển vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu là tổng điểm 4 bài thi, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2. Với các lớp chuyên chấp nhận hai tổ hợp dựa vào kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển tương ứng với từng tổ hợp. Thí sinh sẽ nhận được giấy báo thi điện tử qua email đã đăng ký dự thi trước ngày thi từ 3 tới 5 ngày với địa điểm tương ứng từng môn thi. Năm nay, hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 của trường dự kiến được chia ra là 3 điểm: Trường phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Trường Đại học Sài Gòn.